Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Huấn luyện viên Malaysia nói gì sau trận thua đậm Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022? Huấn luyện viên trưởng Kim Pangol thừa nhận tuyển Malaysia thua một trận đấu tâm phục khẩu phục trước Việt Nam. Sau trận đấu, Việt Nam giành lại vị trí đầu bảng B tại AFF Cup 2022 và trả lời họp báo sau trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam. Ông Kim Pangol nói: "Tôi xin chúc mừng chiến thắng cho tuyển Việt Nam, các bạn xứng đáng với chiến thắng này. Hôm nay là một trận đấu khó khăn với Malaysia. Tôi lấy làm tiếc khi mà kết quả không như mong muốn. Xin lỗi người dân Malaysia vì không thể giúp họ tự hào về đội bóng. Tuy nhiên, cầu thủ đã làm đúng chiến thuật đề ra. Trận đấu có những tình huống tôi sẽ phải xem lại sau trận. Tôi không phản nàn gì về trọng tài." Sau hai trận đấu toàn thắng Myanmar và Lào, huấn luyện viên Kim đặt mục tiêu tiếp tục đánh bại Việt Nam để duy trì vị trí đầu bảng B, đồng thời giành vé sớm vào bán kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đã nắm được điểm yếu của Việt Nam, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với mong muốn của ông. Nhập cuộc bằng lối đá phòng ngự phản công, Malaysia gặp một số khó khăn nhất định cho Việt Nam. Nhưng từ một tình huống cố định của chủ nhà ở phút 28, lưới của đội khách rung lên sau tình huống đánh đầu đập đất của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Chừng 10 phút sau, Malaysia được chơi hơn người do tiền đạo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn lĩnh thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Kim không thể tận dụng tốt ưu thế đó. Họ thậm chí cũng lâm vào cảnh mất người từ phút 59 sau khi hậu vệ Azam Almi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh nguội Đoàn Văn Hậu. Đội khách còn chịu phạt đền ở tình huống này, nơi mà trung vệ Quế Ngọc Hải thực hiện thành công giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt. Mất khả năng chiến đấu, Malaysia thua thêm bàn thua thứ 3 từ pha chọc khe của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thoát xuống đánh bại thủ môn Sarihan Hanmi. Được hỏi về các quy định của trọng tài, ông Kim nói: "Tôi không nhìn rõ nên khó có thể nhận định. Với khách sạn, tôi sẽ xem lại bằng hình, sau đó để xem chúng tôi có thể nói gì. Nhưng chúng tôi đã có được bài học. Tôi hy vọng các cầu thủ rút ra được những bài học từ sai lầm. Trận đấu này có đầy đủ bài học và sự trả giá, nhưng chúng tôi phải nhìn về phía trước. Nếu như có sai lầm, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa." Thất bại 0-3 khiến cho Malaysia mất vị trí dẫn đầu bảng B vào tay của Việt Nam và bị Singapore bắt kịp. Cả ba đội hiện có cùng được 6 điểm nhưng đứng dưới thầy trò Park Hang-seo vì kém hiệu số. Ở lượt tiếp theo, Malaysia gặp Singapore, huấn luyện viên Kim cho biết nhiệm vụ tiếp theo là cố gắng giúp các cầu thủ phục hồi, lên kế hoạch và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu Singapore. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình ở trận đấu đó", ông nói. Trọng tài FIFA đã nói gì về tình huống cầu thủ Azam Almi của Malaysia nhận thẻ đỏ và bị thổi 11m vì đánh nguội Văn Hậu ở ngoài sân? Malaysia bị thổi 11m là đúng. Phút 60 trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng bảng BAFF Cup 2022, Đoàn Văn Hậu có tình huống tranh chấp với cầu thủ Azam Almi. Sau nỗ lực trên, cả hai đều văng ra khỏi đường biên. Lúc này, Almi có pha đánh nguội khá kín đối với Văn Hậu. Tuy nhiên, pha bóng này đã không qua mắt được tổ trọng tài. Không chỉ rút tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Admi, trọng tài chính Sato Ryoji còn chỉ tay vào chấm phạt đền. Nếu như việc Admi bị truất quyền thi đấu đã rõ ràng, nhiều người hâm mộ thắc mắc vì sao tình huống va chạm diễn ra bên ngoài vòng cấm lại khiến cho đội bạn bị thổi 11m. Nguyên trưởng ban trọng tài và cũng là trọng tài FIFA Dương Văn Hiền cho rằng đây là một quyết định hợp lý của tổ trọng tài người Nhật Bản. Ông Hiền cho biết phân tích: "Từ phạm lỗi đó, bóng vẫn còn trong cuộc. Pha đánh nguội của cầu thủ Malaysia, phạt đền thì chính xác rồi, hoàn toàn là đúng luật. Trọng tài Sato đã làm đúng. Điều 13 của luật bóng đá là quy định rõ, nếu như một cầu thủ phạm lỗi ngoài sân, trận đấu sẽ được tiếp tục với một tình huống đá phạt trực tiếp tại đường biên gần nhất nơi tình huống phạm lỗi diễn ra. Tình huống phạt đền sẽ được thổi nếu như tình huống phạm lỗi diễn ra ở vùng phạt đền." Như vậy thì ông Sato đã xác định qua pha va chạm diễn ra ở vùng phạt đền. Vì thế ông thổi 11m cho tuyển Việt Nam. Trên chấm đá phạt thì Quế Ngọc Hải đã không mắc sai lầm nào. Bàn thắng này chính là bước ngoặt trong quãng thời gian tiếp theo. Chúng ta thi đấu thong dong, có thêm một bàn để ấn định tỷ số 3-0. Fan Việt Nam, Malaysia khẩu chiến kịch liệt sau trận đấu trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam vừa vượt qua đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình với tỷ số chung cuộc là 3-0. Chiến thắng này giúp cho thầy trò ông Park Hang-seo được đánh giá là rộng cửa đi tiếp khi Malaysia dường như là đối thủ đáng gờm nhất tại bảng B AFF Cup 2022.
sau trận đấu. Trang Facebook chính thức của AFF Cup có đăng tải video bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam, kèm theo với đó là lời khen ngợi. Đường truyền không cần nhìn, cú lốp bóng, kèm biểu tượng cảm xúc chảy rãi như thể hiện sự ấn tượng với pha làm bàn của bộ đôi tấn công bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống như sách giáo khoa mà Quang Hải thực hiện một pha chọc khe mẫu mực để Hoàng Đức băng lên thực hiện cú chip shot quá tầm kiểm soát của thủ môn Malaysia, mang về bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, có thể nói rằng đây là trận đấu không làm vừa lòng người hâm mộ Malaysia khi họ cho rằng công tác trọng tài gặp nhiều vấn đề. Điển hình nhất là tình huống lỗi dẫn đến quả penalty, mang về bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời khiến Malaysia bị mất một người. Trong phần bình luận dưới bài đăng của AFF Cup, nhiều người hâm mộ Malaysia đã bày tỏ sự bức xúc về trọng tài, về giải đấu, về đội tuyển Việt Nam và về cả mặt sân Mỹ Đình. Đáp lại phản ứng gay gắt từ phía người hâm mộ Malaysia, một số cổ động viên Việt Nam cũng có những màn đáp trả trực tiếp như trêu chọc đối thủ. Những màn khẩu chiến trên mạng xã hội sau các trận cầu đinh không phải là điều hiếm gặp trong xã hội 4.0 như hiện tại, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á, nơi mà người dân luôn dành sự hâm mộ cuồng nhiệt cho trái bóng tròn. Trong nhiều giải đấu như AFF Cup, SEA Games hay thậm chí là Asian Cup, chúng ta đã được chứng kiến nhiều cuộc khẩu chiến gay gắt giữa người hâm mộ các nước. Trong đó, một bộ phận không nhỏ fan Việt Nam cũng thường xuyên dành nhiều thời gian tham gia vào các trận chiến trên mạng xã hội này. Truyền thông Đông Nam Á khẳng định Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia. Bất chấp phản ứng của báo chí Malaysia, nhiều tờ báo trong khu vực Đông Nam Á khẳng định đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục đoàn quân của ông Kim Pan-gon vào tối qua ngày 27 tháng 12. Trong khi truyền thông Malaysia chủ yếu tập trung vào tình huống dẫn đến quả phạt đền và tấm thẻ đỏ mà cầu thủ Malaysia phải chịu ở phút 63 sau khi đá nguội của Azim nhằm vào đoàn văn hậu. Nhiều tờ báo khác của Đông Nam Á cho rằng đây là tình huống không đáng tranh cãi. Xét một cách về tổng thể, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả báo chí Indonesia, vốn xem đội tuyển Việt Nam là đối thủ lớn trong khu vực nói chung, đối thủ tại AFF Cup năm nay nói riêng, cũng nói câu công bằng với đội tuyển Việt Nam. Tờ Indosport của xứ vạn đảo lên tiếng, thực tế đã cho thấy những ngôi sao vàng biệt danh của tuyển Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn Malaysia ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên. Sự vượt trội về con số sau hiệp 1 do Văn Toàn bên phía đội tuyển Việt Nam nhận thẻ đỏ ở phút 33 giúp Malaysia mạnh dạn tấn công ở những phút sau đó. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Azam Almi ở phút 63 khiến cho Malaysia cũng buộc phải chơi với 10 người. Đội tuyển Việt Nam lập tức tận dụng điều này để ghi thêm 2 bàn thắng do công của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Hoàng Đức, tờ Indosport viết thêm. Còn về lối chơi, tờ báo của Indonesia bình luận, đội tuyển Việt Nam liên tục tấn công khiến cho Malaysia co cụm phòng ngự. Với trận thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Cùng với lúc đó, đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam ở bảng B năm nay, Singapore, cũng không quá chú tâm vào quả phạt đền ở tình huống xảy ra ở phút 63 nói trên. Họ cho rằng chính Malaysia không biết cách tận dụng ưu thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của Văn Toàn, chứ không có chuyện trọng tài bắt ép đội bóng của ông Kim Pan-gon. Tờ nhật báo hàng đầu Singapore, The Straits Times phân tích, các chiến binh sao vàng vừa gửi tín hiệu đến ngôi vô địch giải bóng đá Đông Nam Á bằng chiến thắng 3-0 trước Malaysia. Kết quả này giúp cho đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng B với 6 điểm, ghi được 9 bàn và chưa hề bị thủng lưới. Mọi chuyện có vẻ khó khăn với đội tuyển Việt Nam khi Nguyễn Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 33 sau pha phạm lỗi với Dominic Tan của Malaysia. Dù vậy, trận đấu tuột khỏi tầm tay của Malaysia khi hậu vệ cánh Azam Almi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64. Có chút khác biệt về mốc thời gian mà các báo cáo xác định thời điểm Almi chính thức nhận thẻ đỏ và tiếp tục bị thủng lưới, The Straits Times khẳng định. Và khác biệt quan trọng được tờ báo của Đảo Quốc Sư Tử đề cập trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở chỗ, dù chỉ thi đấu với 10 người trên sân kể từ phút thứ 33, thế nhưng Việt Nam vẫn có thể ghi thêm 2 bàn thắng nữa, trong đó có một bàn được ghi trước khi trận đấu kết thúc 7 phút. Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị, thực hiện một đường chuyền đẹp mắt mà không cần nhìn, để Hoàng Đức băng vào đánh bại thủ môn Srihan đang lao tới, anh ghi bàn ấn định chiến thắng. The Straits Times ấn định và nhấn mạnh về chất lượng cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam đang có, đặc biệt là vị trí của Quang Hải. Singapore chính là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup năm nay. Đội bóng Đảo Quốc Sư Tử sẽ tiếp thầy trò huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trên sân vận động Jalan Besar vào ngày 30 tháng 12 tới đây.